Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xem phim. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay sẽ chia sẻ đến các bác một cái mẹo nho nhỏ khi mà chúng ta chỉnh cái sức điện làm sao cho nó hay nhất. Vâng, cũng rất nhiều bác khách nha có comment về kênh YouTube Zika Audio và là hướng dẫn cách chỉnh cái sức điện làm sao cho nó phù hợp với dàn karaoke gia đình. Vâng, thì hôm nay bên em cũng làm một cái video chia sẻ. Vâng, nghe là sức điện thì nói chung là khá là quen thuộc với những người chơi âm thanh, nhưng để nói chỉnh hay thì không phải ai cũng biết chỉnh ạ. Vâng, thì hôm nay bên em cũng lấy một cái súp điện 330 nằm thuộc dòng B3. Vâng, đó là cái mã là 2020 330 đối đất ạ. Vâng, và chỉnh kết nối thì bên em đang kết nối với lại cái máy nâng tiếng. Vâng, máy nâng tiếng TD Aquatic mã là CB600. Vâng, và một cái vang cơ là số Zia mã là KM5FX ạ. Vâng, và một cái đẻ 4 kênh WeWood mã là 4850L. Vâng, cái này thì cũng có thể kết hợp được với âm ly các bác nhé. Vâng, xúc điện cũng có thể kết hợp được với âm ly và cũng có thể chỉnh giống như chúng ta kết nối với lại cái máy nâng tiếng TD Aquatic mã là CB600 ạ. Vâng, bây giờ em quay ra cái mặt phía đằng sau đi ạ. Vâng, đây là phía đằng sau. Thì bên em cũng đang kết nối trực tiếp đi ạ. Vâng, và tiếng súp đang đánh. Vâng, kết nối thì cũng nhiều bác cũng còn đang rất là mơ hồ. Thì súp điện thường có hai hình thức kết nối, là kết nối bằng cái cầu đỏ đen, bằng cầu đỏ đen đấy ạ, hoặc là kết nối bằng giắc hoa sen. Vâng, thì em đang kết nối bằng cái giắc hoa sen. Khi mà chúng ta có những cái âm ly cũ, chúng ta cũng có thể kết nối bằng cầu đỏ đen được các bác nhé. Chúng ta có thể đấu song song với lại cầu đỏ đen với loa hoặc là đằng sau âm ly. Vâng, đấy là rất là tiện lợi. Và đằng sau âm ly nó cũng có một cái giắc hoa sen. Và đặc biệt là súp điện thường thường là chỉ có kết nối bằng một dây thôi nhá. Em cũng đang kết nối bằng một cái đầu tín hiệu JAV hoặc là JBASEN đấy ạ. Vâng, rất là đơn giản. Và đây là dòng súp B3 mã 2020 330 đối đất. Đây là dòng súp gia đình rất là cao cấp. Thì bên em lấy ra làm ví dụ cho các bác. Và cái điều đầu tiên, các bác nhìn vào cái mặt phía đằng sau thì nó sẽ có hai núm tinh chỉnh, mà rất nhiều bác hỏi hai cái này chỉnh như thế nào. Vâng, thì em cũng giới thiệu luôn cho các bác nhé, để các bác làm sao dễ hiểu nhất. Đầu tiên nó sẽ là một cái núm volume to nhỏ của súp. Đây ạ, nó là volume. Hai là cái núm LPF. Núm LPF tức là núm cắt tần số. Để hai cái núm này là các bác rất là nhiều bác rất mơ hồ không biết chỉnh được nhá. Bác kết nối vào nó thì nó kêu là được, nhưng thực chất đó chưa phải là tiếng súp hay đâu ạ. Vâng, súp là như thế nào? Vâng, súp điện nó là cái dòng giải bass sâu, hay là gọi là dòng giải loa siêu trầm cho những cái giải bass rất sâu. Cho những giải bass có những cái súp nó từ 20Hz đến 150Hz. Đây là có những cái loa súp cắt rất là sâu. Và có những cái súp cắt từ 50Hz đến 150Hz. Đấy. Thì cái núm LPF này này là núm tần số. Khi mà chúng ta muốn nghe cái tiếng trầm sâu, ấm và dễ chịu thì em khuyên các bác nhé, vặn hết về bên tay trái, cắt hết tần số. Nó chỉ lấy cái tần số từ đây như súp B3200, lấy tần số từ 50Hz trở lên. Đấy, thì chúng ta cắt hết đi, chúng ta chỉ lấy tầm 50Hz thôi ạ. Chúng ta càng cắt về phía bên tay trái càng sâu thì tiếng trầm càng hay, càng sâu lắng. Và cái volume này thì các bác chỉnh làm sao nó phù hợp với lại cái đôi loa chúng ta đang nghe. Đấy, có đây là bass 30 mà các bác nghe cái loa bass 25 thì các bác chỉnh làm sao nó phù hợp, đừng chỉnh giống loa bass 30. Đấy là cái chúng ta phải can thiệp bằng tai, rất là thính tai, chúng ta can thiệp làm sao để cho cái giải trầm được hay nhất. Vâng, về loa thì không cái nào nó hỗ trợ giải siêu trầm cả.
Vâng, thì cái volume này thì các bác làm sao can thiệp nó phù hợp với đôi loa các bác nhé. Và cái LPF này, các bác càng nâng lên thì tiếng bass, tiếng của cái trầm này nó càng cứng, nó tương ứng với lại cái giải bass tầm trung của cái loa. Vì thế chúng ta nghe rất là khó chịu, nó cứ cọc ạ. Vâng, đấy là cái về cái phần LPF cắt tần số. Các bác cắt hết về bên này trái cho em thì tiếng trầm rất sâu, và các bác nghe các bác cũng đánh giá được là tiếng trầm nó hay không. Vâng, mình làm thử tăng lên cho các bác nhé, tăng cao cái tần số này lên đây ạ. Các bác thấy không ạ, nó cứ cọc ạ. Vâng, rất là cứng, tiếng bass rất cứng, nó không được sâu đâu ạ. Các bác thấy không ạ, nó rất là cứng nhá. Vâng, bây giờ em vặn cắt hết về này. Đấy ạ. Vâng, các bác thấy không ạ, nó rất là sâu, rất là mềm. Đấy, các bác không? Khi mà chúng ta cắt hết về ấy, thì tất cả những cái tần số cao nó không lấy, nó chỉ lấy cái tầm cái giải tần 50Hz thôi. Vì thế cho chúng ta được một cái chất trầm nó sâu, nó lôi cuốn, nó dễ chịu. Đấy, nghe một bài nhạc nó ấm. Đấy, còn chúng ta mà nâng hết lên, các bác cứ tưởng đây là volume, các bác nâng hết lên này. Nâng lên, nhưng thực chất đó không phải là volume, nó là cái tần số. Và cái tiếng bass nó không được mềm, nó rất là cứng. Đấy thì em cũng vừa vặn lên cho các bác trải nghiệm hai sự khác biệt giữa cái tần số, các bác nhìn rất là quan trọng các bác nhé. Còn volume này thì có những cái súp điện người ta không đề là LPF đâu, người ta đề production, nhưng các bác cứ nhìn thấy chữ tần số này 50Hz hay là 20Hz đến 150Hz hay là 200Hz, cứ có từ Hz thì các bác cứ coi quan niệm đó là cái tần số của súp. Đấy, volume thì là cái nào nó cũng ghi volume rồi ạ. Vâng, đấy thì là cái mà cách chỉnh súp làm sao nó phù hợp hay nhất, sâu nhất mà cái trầm điện nó đòi hỏi. Đấy là hai cái núm này mà rất nhiều cái bác gọi điện cho dịch cao đi, hỏi là tôi không mua về, tôi thấy hai cái núm này thấy nó cứ giống nhau, mới chỉnh như nào. Đấy thì là em cũng vừa hướng dẫn các bác là tác dụng của cái volume và tác dụng của cái núm LPS hay là gọi là cắt cốt tần số của súp. Còn cái nữa đó là cái đảo pha. Vâng, đảo pha thì rất nhiều bác có hỏi. Cái này là cái đồng pha so với bài nhạc và những đôi loa chúng ta đang nghe. Ví dụ là nó đồng pha thì nó nghe nó rất là sâu, còn nó không đồng pha rất là cứng. Em thử đây này. Đấy ạ, rất là cứng, không sâu đâu ạ. Thì đấy là cái đồng pha hay không đồng pha đấy ạ. Vâng, đây là ba cái rất là quan trọng. Vâng, thì em cũng lấy là cái súp B3 mã 2020 ra giới thiệu đến các bác. Đây là dòng súp cao cấp dùng cho gia đình. Đặc biệt con này là công suất rất là lớn, 500W. Rất là đặc biệt về dòng bass 50 500W trên thị trường hầu như không có. Và nó được sở hữu là 4 sò và 2 tụ, 4 sò Toshiba rất là to và 2 tụ. Và đặc biệt cái này là nguồn xuyến khủng luôn ạ. Vâng, thì bác nào mà chưa biết căn chỉnh cái súp điện mà chúng ta có thì các bác hãy xem video, các bác tham khảo cách chỉnh làm sao nó phù hợp. Và kết nối súp điện thì rất dễ các bác nhé, vang nó cũng thể kết nối súp điện được, âm ly nó cũng thể kết nối súp điện được, vì thế nó hỗ trợ rất là đa năng. Để nói hiện tại bên em đang cung cấp cái dòng B3 330 đồ đất mã là 2020 này trên thị trường rất là nhiều, thì được đánh giá cái chất âm rất là tốt, sâu và dễ chịu. Và đặc biệt đây là hàng bên em nhập Trung Quốc chuẩn đấy ạ. Vâng, bác nào thấy cái video này của Zikao đâu hay và ý nghĩa thì các bác hãy like cho em một like nhé.
Vâng, và các bác nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để tiện cập nhật những video rất là bổ ích của bên GK Audio cung cấp. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video và hẹn tất cả các bác vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, sau cùng chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công.